Xin chào tất cả các em và thầy. Rất vui mừng hôm nay bắt đầu cuộc chiến dịch với các em để chuẩn bị cho cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Và đây là buổi livestream thử nghiệm trong cái group kín của chúng ta. Rất là cảm ơn các em đã đồng hành cùng với thầy và thầy Hiền trong cái chặng đường sắp tới, và thầy hy vọng là các em cùng với thầy, cùng với sự nỗ lực của mình sẽ có thể gặt hái được những cái kết quả tốt nhất phục vụ cho cái việc xét tuyển đại học. Bởi vì thầy nghĩ là cái việc mà xét tốt nghiệp đối với chúng ta thì nó không có gì khó khăn, nhưng cái khó khăn đối với chúng ta đó là cái việc xét tuyển đại học. Và vì vậy thầy rất hy vọng rằng cùng với khóa livestream của thầy và thầy Hiền sẽ hỗ trợ cho các em để các em đạt được cái kết quả môn sinh học tốt nhất. Không hiểu thì bây giờ ở trên chào bạn Hồng Hiếu. Không hiểu thì bây giờ trên trường của các em hoặc là các lớp học offline của các em thì môn sinh đã học đến phần nào rồi? Và các em có tự đặt ra một cái câu hỏi là chúng ta sẽ thi vào phần nào, hay là liệu cái nội dung thi nó có giống như cái đề tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hay không, và chúng ta nên học như thế nào? Thì thông qua cái việc học ở đây này thì thầy hy vọng là các em sẽ cùng với thầy để giải đáp được cái cách học làm sao, cách học này, cái nội dung kiến thức này và cái phương pháp kỹ năng làm sao cho đạt được cái kết quả tốt nhất. Thông qua việc cái phân tích đề thi tham khảo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ấy, thầy sẽ đưa ra một số cái lời khuyên cũng như là một số cái nhận định liên quan đến cái nội dung đề thi, cái mức độ khó để chúng ta cùng nắm được nhé. Ok, chiến đấu nào. Ở cái đề tham khảo này thì chào bạn Phạm Trịnh Công Minh. Thì chúng ta sẽ bắt đầu trao đổi về cái nội dung đề trước, sau đó thì chúng ta, các bạn có cái vấn đề gì hỏi ấy, thì cứ trao đổi với thầy nhé. Nào, ở cái nội dung đề thi, chúng ta sẽ bắt đầu vào để giải quyết đề thi trước. Trước khi đánh giá được đề thi thì chúng ta phải giải quyết được đề thi nhé. Nào, chúng ta bắt đầu quan sát cái đề thi này. Chào bạn Minh Nguyệt. Cái đề thi này chúng ta quan sát như sau này. Đề thi câu số 1, câu số 81 ấy, có thể sử dụng hóa chất nào sau đây để phát hiện quá trình hô hấp ở thực vật thải ra khí CO2? Câu này là một cái câu hỏi nhận diện bình thường, đúng không? Câu hỏi này là câu nhận diện bình thường. Chúng ta thấy hóa chất để nhận diện CO2 ấy, thì đương nhiên là cái dung dịch mà có thể làm kết tủa. Thì đương nhiên chúng ta có thể thấy được đó chính là cái dung dịch canxi hydroxide. Đáp án của chúng ta là cái đáp án B. Câu này nó là một cái câu hỏi nằm trong cái chương trình lớp 11 thuộc vào cái nhóm nào nhỉ? Cái phần gọi là cái phần chuyển hóa vật chất và năng lượng, và nó nằm trong học kỳ 1. Chúng ta sẽ thấy rằng hầu hết các câu hỏi của cái kỳ thi năm ngoái, năm 2018 ấy, thì cũng nằm trong cái nội dung của chương 1 của học chương 1 phần sách lớp 11 ấy. Thế thì chúng ta sẽ thấy là cái chương 1 này nó rất là quan trọng. Vì vậy mà các em bắt buộc phải học cái phần chuyển hóa vật chất và năng lượng, bao gồm cái phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật và ở thực vật. Rõ ràng là câu này thì là câu nhận biết rất là đơn giản. Các bạn, kể cả các bạn học hóa mà chưa học sinh thì các bạn cũng hoàn toàn có thể trả lời được câu này. Để phát hiện CO2 thì chúng ta dùng dung dịch canxi hydroxide CaOH2 lần, muối ăn hay KCl hay H2O4 thì không phát hiện được cái CO2, đúng không? Câu số 82 chúng ta thấy câu hỏi này là một câu hỏi liên quan tới cái phần chuyển hóa vật chất năng lượng ở động vật. Chúng ta thấy hai câu đầu tiên là hai câu lớp 11 ở cái mức độ thông hiểu, nhận biết và thông hiểu. Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường qua hệ thống ống khí? Phần này nằm trong bài hô hấp. Chúng ta thấy sư tử, chuột là dùng phổi, ếch đồng thì trao đổi khí qua phổi và qua da. Chỉ còn lại châu chấu, đáp án của chúng ta là đáp án A. Châu chấu nó là cái động vật mà nó có hệ thống ống khí, đúng không? Chúng ta sẽ thấy câu hỏi này cũng tương đối dễ thôi, nó thuộc về nhóm nhận biết, ghi nhớ và nhận biết. Câu số 83 lại là một cái câu hỏi liên quan tới cái chương trình lớp 10.
Như vậy là chúng ta thấy rằng cái nội dung câu hỏi có cả ở phần lớp 10 chứ không phải là chỉ riêng ở chương trình lớp 11 hay lớp 12. Phần này giúp cho chúng ta phải nhớ được một điều rằng là cái nội dung kỳ thi nó có thể vào cái chương trình lớp 10. Câu số 83, axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây? Thì đương nhiên câu này là câu nhận biết ở mức độ rất là dễ sơ khai thôi. Đáp án của chúng ta đó chính là đáp án D, axit amin tham gia vào cấu tạo nên protein. Không khó cho câu này đúng không? Có lẽ 10 câu đầu chúng ta chỉ nên sử dụng cái chiến thuật làm đề của chúng ta, lát nữa chúng ta sẽ phân tích. Cứ làm xong thì chúng ta sẽ phân tích lại từ từ đầu để chúng ta thấy cái cách thức chiến thuật làm đề. Câu số 84, chúng ta sẽ thấy cái câu số 84 là phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã. Để làm khuôn cho quá trình dịch mã thì chúng ta nhớ ADN là tham gia vào quá trình tự sao vào phiên mã, tRNA là vận chuyển axit amin đến nơi tổng hợp protein hay là cái nơi dịch mã, rRNA thì tham gia vào cái quá trình hình thành cấu trúc ribosome, và ribosome chính là cấu trúc tham gia dịch mã. Nhưng để làm khuôn cho dịch mã thì chúng ta nhớ nó là phân tử mRNA. Đáp án của chúng ta là đáp án B. Câu số 81 đến 82 là của phần sinh học lớp 11, 83 là 83 là của lớp 10, 84 là của lớp 12, nhưng thực tế thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được câu 84 nó có liên quan đến cái chương trình lớp 10 ở cái phần cấu trúc và chức năng của axit nucleic. Câu số 85, một phân tử ADN ở vi khuẩn có 10% số loại nucleotide là A. Theo lý thuyết tỷ lệ nucleotide loại G của phân tử này là bao nhiêu? Câu này là một câu mang tính chất thông hiểu đơn giản. Ta sẽ có trong ADN A bằng T và G bằng X về mặt số lượng theo nguyên tắc bổ sung. Vì vậy mà rõ ràng trong phần này 10% là A, thì chúng ta sẽ thấy A bằng T bằng 10% và G bằng X bằng phần bù của nó so với 50%, vì A cộng G bằng phần trăm A cộng phần trăm G bằng 50%. Vì vậy G sẽ bằng 40%. Đáp án của chúng ta là đáp án D. Được chưa? Đáp án D. Câu số 86. Theo lý thuyết, cơ thể có kiểu gen A nhỏ, B lớn, B lớn. Đây là một cái cơ thể đồng hợp. Chúng ta thấy nó là một cái cơ thể đồng hợp hai cặp gen. Đúng không? Cơ thể đồng hợp hai cặp gen này này. Nó giảm phân tạo ra loại giao tử A nhỏ, B lớn. Đương nhiên là chiếm tỷ lệ 100%. Không khó để chúng ta đánh giá câu này, đúng không? Không khó để chúng ta thấy đáp án của chúng ta là đáp án D. Câu số 86 thì nó thuộc về cái phần, có thể nói là cái phần cơ chế di truyền ở biến dị, tính toán tỷ lệ giao tử, nhưng nó cũng lại liên quan đến cái phần giảm phân ở chương trình lớp 10. Vì vậy mà chúng ta thấy cái phần phân bào của chương trình lớp 10 khá là quan trọng, đúng không? Câu số 87, cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể có cơ thể đồng hợp tử với tất cả các cặp gen đang xét? Chúng ta thấy này, trường hợp A là đồng hợp lặn ba cặp gen, trường hợp B dị hợp thằng locus A, trường hợp C dị hợp locus B, và trường hợp phương án D thì dị hợp cái locus D. Như vậy đáp án cho câu 87 này khá là dễ dàng, đáp án là A. Câu số 88, theo lý thuyết thì phép lai nào sau đây cho đời con có một loại kiểu gen? Đời con có một loại kiểu gen thì chúng ta có thể phân tích nhanh từng phương án. Cái đáp án A, cái phương án A thì phép lai là đồng hợp lai với dị hợp sẽ tạo ra hai kiểu gen là A lớn và A lớn A nhỏ. Trường hợp C thì tạo ra ba kiểu gen là A lớn, A lớn A nhỏ và A nhỏ với tỷ lệ là 1 2 1. Trường hợp D là dị hợp lai với đồng hợp sẽ tạo ra hai loại kiểu gen là A lớn A nhỏ và A nhỏ. Như vậy ACD không phải là đáp án của chúng ta. Thì còn lại đáp án B, A lớn lai với A nhỏ thì nó tạo ra một loại kiểu gen thôi. Đấy chính là cái đáp án mà chúng ta cần tìm. Như vậy là gì? Cái câu số 88 thì không không khó, cái câu này là câu hiểu một cách nhẹ nhàng thôi. Câu số 89, theo lý thuyết phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân ly theo tỷ lệ 1:1? Ở đây bắt đầu chúng ta cần phải chú ý ở đây. Đề bài người ta cho là kiểu gen chứ không phải là kiểu hình nhé. Chính vì nó là đánh dấu cái đòi hỏi chúng ta phải nắm được cái đọc kỹ đề.
Nhiều bạn có thể học rất là giỏi mà không đọc kỹ đề, thì lúc này chúng ta nói đến kiểu hình. Nếu nói đến kiểu hình ra tỷ lệ 1:1 thì sẽ là đáp án B. Đáp án A cho 100% kiểu gen là A lớn A lớn. Cái phương án B cho tỷ lệ kiểu gen và kiểu hình là 1:1. Phương án C cho tỷ lệ kiểu gen 1:1. Tỷ lệ kiểu hình là 3:1 nếu là trội hoàn toàn, 1:2:1 nếu là trội không hoàn toàn. Phương án D thì cho 100% kiểu gen là A lớn A nhỏ và kiểu hình là A lớn do A lớn A nhỏ chi phối. Như vậy đáp án của câu này tỷ lệ kiểu gen phân ly theo tỷ lệ 1:1 thì đó là đáp án B chúng ta cần phải chú ý. Câu số 90 cho biết alen D lớn quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với D nhỏ quy định hoa trắng. Theo lý thuyết, phép lai giữa cây các cây có kiểu gen nào sau đây tạo ra đời con có hai loại kiểu hình. Chúng ta sẽ thấy, chúng ta lại đọc kỹ, ở đây có hai loại kiểu hình để yêu cầu là tạo ra hai cái loại kiểu hình. Thế thì khi mà tạo ra hai cái loại kiểu hình thì chúng ta sẽ thấy đây là đỏ là trội hoàn toàn so với trắng. Được chưa? Đỏ trội hoàn toàn thì đương nhiên ở đây chúng ta dễ dàng nhận thấy này, phép lai B là tạo ra một loại kiểu gen và một loại kiểu hình. Phép lai C tạo ra một loại kiểu gen và một loại kiểu hình. Phép lai D tạo ra một loại kiểu gen và một loại kiểu hình. Trong khi đó, phép lai A tạo ra ba loại kiểu gen là D lớn, D lớn, D lớn, D nhỏ và D nhỏ, D nhỏ. Ba loại kiểu gen đó nó quy định hai loại kiểu hình là kiểu hình đỏ và kiểu hình trắng. Như vậy đáp án cho câu 90 của chúng ta là đáp án A. Như vậy có thể nói rằng như vậy có thể nói là cái dạng bài toán này nó rất là đơn giản và 10 câu hỏi đầu tiên chỉ các em chỉ được phép làm trong khoảng thời gian nhận đề nếu đây là đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Trong khoảng thời gian nhận đề tính bắt đầu tính giờ cho thí sinh soát bài, các em đã phải chiến đấu xong 10 câu này rồi, thậm chí là chúng ta có thể chiến đấu thêm 15 20 câu đầu. Để thấy được điều này thì chúng ta sẽ cùng phân tích 10 câu tiếp theo. Ở 10 câu tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 91. Ở câu 91 thì chúng ta thấy này, một cái quần thể thực vật giao phấn đang ở trạng thái cân bằng di truyền xét một cái gen có hai alen A lớn và A nhỏ, trong đó A lớn là 0,4 và A nhỏ là 0, nếu mà A lớn là 0,4 thì đương nhiên A nhỏ sẽ bằng 0,6 đúng không? Đúng rồi, 1 trừ 0,4 là 0,6. Theo lý thuyết, tần số alen A nhỏ là bao nhiêu? Thì bài này chúng ta thấy một cách khá là đơn giản như thế này. Đó là cái A lớn bằng 0,4. Từ đây ta suy ra A nhỏ sẽ bằng 0,6. Đúng chưa? A nhỏ bằng 0,6. Quần thể này ở trạng thái cân bằng di truyền. Đúng không? Đây là cái trạng thái cân bằng di truyền. Và chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng A nhỏ sẽ bằng 0,6, bình phương sẽ bằng 0,36. Như vậy, chúng ta thấy đáp án của câu hỏi này của chúng ta đơn giản đó chính là cái đáp án A 0,36. Khá là đơn giản thôi, không có vấn đề gì. Đúng chưa? Như vậy, chúng ta sẽ thấy một cái điều là câu 91 bắt đầu phải tính toán một tí, nhưng mà những bạn cỡ mà chúng ta khá rồi ấy, thì việc chúng ta tính nhẩm bài này cũng chỉ mất trong vòng 3 đến 5 giây là chúng ta phải giải quyết xong, đọc đề xong cũng ra kết quả. Câu số 92. Từ một cái giống cây hoa quý hiếm bằng cách áp dụng kỹ thuật nào sau đây có thể nhanh chóng tạo ra nhiều cây có kiểu gen giống nhau và giống với cây ban đầu. Từ một cây ban đầu tạo ra các cây có kiểu gen giống nhau lại giống với cái cây ban đầu thì đương nhiên chúng ta dùng một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào trong công nghệ tế bào trong phần di truyền học ứng dụng. Câu 92 này là một câu chúng ta nhận biết thôi, đáp án của chúng ta là đáp án B. Đơn giản hơn cả đàn rổ đúng không? Nhiều khi gặp phải những câu này thật là phê luôn, đi thi mà gặp mấy câu này thì sướng. Tuy nhiên thì sướng nhưng mà nhiều khi chúng ta có thể bị mất điểm một cách không cẩn thận, là chúng ta nói chung là mất điểm những cái câu hỏi dễ là cảm thấy rất là ấm ức, kiểu sai ngu không thể chấp nhận được. Nói chung là rất khó chấp nhận trường hợp sai ngu. Câu số 93. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi số alen?
thay đổi tần số kiểu gen thì chúng ta sẽ thấy phân tích từng phương án. Tất nhiên chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy đáp án của chúng ta là đáp án A, giao phối không ngẫu nhiên. Giao phối không ngẫu nhiên thì nó sẽ làm thay đổi tần số allele không nhỉ? Không đúng không? Nó không làm thay đổi tần số allele, nó chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen theo chiều hướng tăng tần số đồng hợp tử và giảm tần số dị hợp. Như vậy đáp án A là đáp án cho câu 93. Tuy nhiên chúng ta cùng phân tích nè. Đột biến thì nó có thể tạo ra allele mới và rõ ràng nó làm thay đổi tần số allele trong quần thể. Và khi nó đã thay đổi tần số allele thì nó sẽ có thể thay đổi thành phần kiểu gen. Chọn lọc tự nhiên cũng có thể đào thải allele, đào thải kiểu gen. Vì vậy mà nó có thể làm thay đổi tần số allele và thành phần kiểu gen. Các yếu tố ngẫu nhiên tương tự và nó còn thay đổi theo vô hướng và thay đổi một cách bất thường. Như vậy câu số 93 của chúng ta đáp án là đáp án A. Nhớ nhá. Đấy. Câu số 94. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có mạch và động vật liên cạn ở đại nào sau đây? Đại nguyên sinh, đại tân sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái thứ tự nó là thái, đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh và đại tân sinh. Thái, nguyên, cổ, trung, tân. Trong đó thì đại thái cổ thì không có gì nhiều, đại thái cổ và nguyên sinh thì không có gì nhiều. Trong đó chúng ta nhớ tới đại cổ sinh. Đại cổ sinh có một cái đặc điểm rất là quan trọng, đúng không? Đúng không? Kỷ Camry thì phân hóa tảo, Ordovic thì bọn giáp xác, đúng không? Còn Silua thì cây có mạch tắm cho sạch rồi lại lên bờ. Chờ đề vôn mà xem xương cá, dương xỉ hóa đá ở kỷ Carbon, chạy lon ton, toàn bọn ếch nhái nuôi con cái nhờ ăn côn trùng. Vào cuối kỷ có một mùa đông, dương xỉ chết, hạt trần xuất hiện. Đúng không? Chúng ta thuộc cái bài thơ đó của thầy thì các bạn có thể hoàn toàn xử lý được tất cả cái những câu hỏi liên quan đến cái phần lịch sử phát sinh sự sống qua các đại địa chất. Đương nhiên là còn Silua thì cây có mạch. Cây có mạch ở kỷ Silua là cái giai đoạn mà động vật lên bờ, và ở đó là cái nằm trong đại cổ sinh. Đáp án cho câu 94 của chúng ta rất là đơn giản, là đáp án C thôi. Ok, đơn giản đúng không? Câu số 95. Trong một cái quần xã sinh vật hồ nước, nếu hai loài cá có ổ sinh thái trùng nhau thì giữa chúng xảy ra mối quan hệ. Ổ sinh thái trùng nhau, trùng nhau có thể về nơi ở, trùng nhau có thể nguồn sống, trùng nhau có thể thức ăn. Và khi nó cùng sử dụng một cái nguồn sống, cùng sử dụng một ổ sinh thái thì mối quan hệ giữa chúng sẽ phải là mối quan hệ cạnh tranh. Đáp án cho câu này là đáp án B. Câu số 96. Cho chuỗi thức ăn lúa, châu chấu, nhái, rắn, diều hâu. Chúng ta sẽ thấy phân tích từng vai trò của từng cái đối tượng này thì chúng ta sẽ thấy này. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là gì? Chúng ta sẽ thấy lúa chính là sinh vật sản xuất, châu chấu là sinh vật tiêu thụ bậc 1, nhái là sinh vật tiêu thụ bậc 2. Như vậy rõ ràng nếu mà một số bạn sẽ bị nhầm, nếu bạn nào không học thì coi cứ nói thế bậc 2 phát là lúa là bậc 1, châu chấu là bậc 2, thì đấy là bậc dinh dưỡng. Chúng ta cần phải phân biệt rõ bậc dinh dưỡng và bậc tiêu thụ, nhớ nhá. Ở đây bậc dinh dưỡng thì lúa là 1, châu chấu là 2, nhái là 3, rắn là 4, là diều hâu là 5. Nhưng mà bậc tiêu thụ, để đọc kỹ này, đứa nào không đọc kỹ thì đứa ấy chết này. Kể cả những bạn giỏi đôi khi đọc nhanh cái chỗ này cũng có thể tèo. Đơn giản, đây là bậc tiêu thụ, châu chấu là bậc 1, nhái là bậc 2 và đáp án của chúng ta là đáp án C. Đấy, đơn giản thế thôi. Đấy, như vậy là 96 này. Câu 97. Khi nói về ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình quang hợp thực vật, phát biểu nào sau đây là sai? Người ta đã in đậm cái chữ sai nhá. Nhìn cho kỹ. A. Cường độ quang hợp luôn tỷ lệ thuận với cường độ ánh sáng. Câu này thì chúng ta lại phải nhớ tới một cái gọi là cường độ quang hợp luôn tỷ lệ thuận với cường độ ánh sáng, thì chúng ta nhớ đến cái điểm bù ánh sáng và điểm bão hòa ánh sáng. Trong đó điểm bù ánh sáng là cái cường độ ánh sáng, ở đó quang hợp nó tạo ra sản phẩm vừa đủ cho hô hấp và không có tích lũy. Còn điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ ánh sáng có tăng thêm nữa thì cường độ quang hợp cũng sẽ không tăng. Như vậy nói rằng cường độ quang hợp luôn tỷ lệ thuận với cường độ ánh sáng là sai. Nếu cường độ ánh sáng mà mạnh quá, mạnh hết mức có thể dẫn tới làm tổn thương bộ máy quang hợp và làm giảm cường độ quang hợp. Được chưa? Thế cho nên là đáp án của chúng ta là đáp án A.
Còn B, quang hợp bị giảm mạnh và có thể bị ngừng trệ khi cây bị thiếu nước. Ok, đúng rồi. C, nhiệt độ ảnh hưởng đến quang hợp thông qua ảnh hưởng đến phản ứng enzyme trong quang hợp. Đúng, bởi vì trong quang hợp, đặc biệt ở pha tối thì có sự xúc tác của các enzyme. Và các enzyme này nếu mà nhiệt độ quá cao thì có thể biến tính dẫn tới làm giảm cái tốc độ quang hợp. Còn D, CO2 ảnh hưởng đến quang hợp vì CO2 là nguyên liệu của pha tối. Quá đúng rồi, đúng không? CO2, vì nó là nguyên liệu cho nên đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng. Vậy câu 97 của chúng ta là đáp án. Đáp án của chúng ta là đáp án A. Được chưa? Đấy. Ok, chị Duy Hoàng 93A. Đúng rồi. 9, Phạm Trịnh Công Minh 94C. Bài bài thơ à? Ok, lát nữa lúc nào mà thầy xong thì thầy sẽ gửi bài thơ nhờ bạn Minh nhé. Tiếp nào. Câu 98, đố các em biết câu 98 là đáp án nào nào? Bạn Minh nào? Cùng phân tích. Câu 98 khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn của cú phát biểu nó là sai. Các em nhớ đây lại là phần chương 1 của chương trình lớp 11, phần chuyển hóa vật chất và năng lượng, trao đổi vật chất và năng lượng ở động vật. Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở thú, phát biểu nào sau đây là sai thì chúng ta bạn nào trả lời nhỉ? Bạn Minh B. Tâm thất trái, to máu từ tâm thất trái được đẩy vào động mạch phổi. Chính xác rồi, đáp án của chúng ta là B, đơn giản là gì? Chúng ta cùng phân tích các phương án nhé. A, tim co giãn tự động theo chu kỳ là nhờ hệ dẫn truyền tim. Chúng ta ôn lại một chút, hệ dẫn truyền tim bao gồm nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng Purkinje. C, khi tâm nhĩ co, máu được đẩy từ tâm nhĩ xuống tâm thất. Chính xác, ta sẽ có pha nhĩ co, thất co và giãn chung. Khi nhĩ co thì máu được đổ xuống tâm thất là đúng rồi. D, loài có khối lượng cơ thể có số nhịp càng nhịp tim trên phút ít hơn loài có khối lượng cơ thể nhỏ. Như kiểu là chúng ta thấy bọn voi thì nhịp tim của nó chỉ 25 thôi, đúng không? Bọn bò có thể lên tới 40 ở người và lợn có thể lên tới 70, 80, đúng không? 70, 80. Thế thì rõ ràng là các loài mà có khối lượng cơ thể nhỏ ấy, thì có một cái điều rất là quan trọng, đó là tỷ lệ S trên V của nó rất là lớn, tốc độ trao đổi vật chất và năng lượng đối với thế giới bên ngoài mạnh hơn, do đó nhịp tim phải mạnh hơn. Nhịp tim của chuột nhắt có thể lên tới 700 nhịp trên phút, rất là khủng. Thế còn câu 98, khi tâm thất trái co, tâm thất trái là cái bộ phận mà có thành cơ rất là dày và nó bơm máu vào động mạch chủ chứ không phải là động mạch phổi, đúng không? Đáp án cho câu 98 là B. Câu 99, dạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng alen của một gen trong tế bào nhưng không làm xuất hiện alen mới? A, đột biến gen có xuất hiện alen mới. Đột biến đảo đoạn trong nhiễm sắc thể thì không làm xuất hiện alen mới nhưng mà nó vẫn sẽ duy trì, đúng không? Số lượng alen mới như vậy vẫn duy trì. Còn đột biến chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể cũng vậy. Thế còn đột biến tự đa bội. Đột biến tự đa bội là cái hiện tượng mà nó tạo ra bộ đa bội 3N, 4N, 5N thì rõ ràng điều này sẽ dẫn tới là gì? Điều này sẽ dẫn tới là có nhiều bản sao của mà có nhiều số lượng alen của một gen trong tế bào. Tức là tạo ra nhiều bản sao của một cái gen trong cùng một cái tế bào. Đáp án cho câu 99 là B. Còn câu số 100, khi nói về đột biến gen, phát biểu nào ra đây là sai? A, đột biến gen thay thế cặp có thể này, đọc từ này, có thể này, đột biến điểm có thể này, đúng không? Đột biến gen có thể này, chúng ta nhìn thấy ba từ có thể. Và kinh nghiệm làm bài là khi chúng ta gặp cái từ có thể thì nguy cơ nó đúng rất là cao. Đột biến thay thế một cặp nucleotide có thể không làm thay đổi tỷ lệ A cộng T trên G cộng X của gen. Đúng, bởi vì nó có thể đột biến thay thế một cặp nu A cộng T bằng T cộng A, G cộng X bằng X cộng G chẳng hạn. Đấy, có thể. B, đột biến điểm có thể không gây hại cho thể đột biến. Đúng, bởi vì sao? Bởi vì đột biến điểm có thể là có lợi có hại hoặc trung tính. C, đột biến gen có thể làm thay đổi số lượng liên kết hydro của gen. Đây là điều đương nhiên rồi. Còn mỗi D, những cơ thể mang alen đột biến đều là thể đột biến. Cái này là sai. Bởi vì sao? Bởi vì
Thể đột biến là cơ thể mang allele đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình. Trong trường hợp cơ thể có kiểu gen A lớn, A nhỏ, trong đó A nhỏ là allele đột biến, nó cũng không biểu hiện ra kiểu hình. Mặc dù nó mang allele đột biến, nhưng nó không biểu hiện ra kiểu hình, vì vậy cũng không gọi nó là thể đột biến. Như vậy, ta đã có 20 câu đầu. 20 câu đầu rất là đơn giản, và các em hoàn toàn có thể làm nó trong khoảng thời gian, tận dụng cái thời gian phát đề và khoảng 10 phút đầu. Cùng lắm là 10 phút đầu. Như vậy, bạn nào làm nhanh có thể 5 phút đầu là xong 20 câu đầu. Sau đó thì chúng ta sẽ có 10 câu từ câu tiếp 21 đến câu 30, tương ứng với câu 101 đến 110. Bắt đầu sẽ phải suy nghĩ. Chúng ta sẽ cùng phân tích. Ở câu 101, một loài thực vật cho hai cây P đều dị hợp tử với hai cặp gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể giao phấn với nhau, thu được F1 cho biết các gen liên kết hoàn toàn. Theo lý thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu kiểu gen? Được chưa? Thứ nhất này, chúng ta đánh giá này, dị hợp tử với hai cặp gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể giao phấn với nhau, thu được F1. Thì ở đây, chúng ta cần phải chú ý, câu này có thể nhiều bạn bắt đầu bị sai khi mà chúng ta nghĩ rằng, nào, chúng ta sẽ thấy dị hợp, lai với dị hợp, thì chúng ta sẽ có cái trường hợp dị đều và dị chéo, A lớn, B lớn trên A nhỏ, B nhỏ, và A lớn, B lớn, A lớn, B nhỏ trên A nhỏ, B lớn, được chưa? Như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng, cái dị đều và dị chéo này, nhiều bạn sẽ nhanh chóng nghĩ rằng dị đều lai với dị đều. Nếu dị đều lai với dị đều, A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ, thì ta sẽ được tạo ra ba loại kiểu gen, đó là đồng hợp trội này, dị hợp này, đồng hợp lặn. Được chưa? Ngược lại, kể cả phép lai dị chéo lai với dị chéo, thì chúng ta cũng sẽ có các kiểu gen là đồng hợp này, dị hợp này và đồng hợp. Như vậy, nó sẽ có 3 kiểu gen. Thế nhưng, ở đây chúng ta quên mất, hoặc rất nhiều bạn sẽ quên mất, chính là phép lai giữa dị đều và dị chéo. Khi dị đều và dị chéo thì nó sẽ tạo thành 4 kiểu gen là A lớn, B lớn trên A nhỏ, B nhỏ này. Được chưa? A lớn, B lớn trên A lớn, B lớn trên xin lỗi, đó là gì? Đầu tiên, nó là phép lai A lớn B lớn trên A lớn B nhỏ, rồi đến A lớn B lớn trên A nhỏ B lớn, rồi đến A lớn B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ, và A nhỏ B lớn trên A nhỏ B nhỏ. Như vậy, chúng ta sẽ có 4 kiểu gen tạo ra. Và điều này rất là quan trọng, đúng không? Vậy thì đáp án của chúng ta cho câu hỏi này của chúng ta là đáp án C, có tối đa là 4 loại kiểu gen chúng ta cần phải chú ý. Câu số 102. Bạn Hồng Hiếu 100D, đúng rồi. Theo các em thì 102 là đáp án nào? 102 nào? Khi nói về chọn lọc tự nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng? Đây là phát biểu đúng nha. Phát biểu đúng. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa. Chính xác rồi. Đáp án câu 102 là A. Vì chọn lọc tự nhiên nó quyết định, nó do môi trường chi phối và sinh vật sẽ thích ứng với môi trường đó. Vì vậy mà sự tiến hóa sẽ theo cái chọn lọc tự nhiên. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa. Đáp án cho câu 102 là A. Câu 102 này thì chúng ta thấy phương án B. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen làm biến đổi tần số allele của quần thể. Đúng không? Biến đổi allele của quần thể. biến đổi allele của quần thể. Và chúng ta thấy nó sai ở chỗ là chọn lọc tự nhiên không tác động trực tiếp lên kiểu gen, mà nó tác động lên kiểu hình chứ không phải là kiểu gen. C. Chọn lọc tự nhiên chỉ diễn ra khi môi trường sống thay đổi. Môi trường sống không đổi thì nó vẫn có chọn lọc tự nhiên. Và cái chọn lọc đó ta gọi nó là chọn lọc ổn định. Đấy chưa? C. Chọn lọc tự nhiên tạo ra kiểu gen mới, quy định kiểu hình thích nghi với môi trường. Rất nhiều bạn sẽ bị lừa bởi cái phương án D.
Đúng không? Tại sao D không phải là cái phương án đúng? Bởi vì sao? Chọn lọc tự nhiên nó chỉ là nhân tố chọn lọc các kiểu gen có sẵn. Nó không tạo ra kiểu gen mới. Nó chỉ chọn lọc những cái kiểu gen có sẵn. Kiểu gen nào mà quy định kiểu hình thích nghi thì ok, được duy trì. Kiểu gen nào mà quy định kiểu hình không thích nghi thì bị đào thải. Như vậy chọn lọc tự nhiên không tạo ra, nó không có tính sáng tạo. Tính sáng tạo chỉ có do đột biến gen mà thôi. Như vậy đáp án câu 102 là A. Câu 103, khi nói về kích thước quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây là đúng? A là kích thước quần thể luôn giống nhau giữa các quần thể cùng loài. Kích thước quần thể luôn giống nhau giữa các quần thể cùng loài này. Đúng hay sai? Giữa các quần thể cùng loài đương nhiên kích thước nó có thể khác nhau, đúng không? B là kích thước quần thể chỉ phụ thuộc vào mức độ sinh sản và mức độ tử vong của quần thể. Sai. Bởi vì sao? Nhiều bạn sẽ đánh câu B nhưng mà cái kích thước quần thể không chỉ phụ thuộc vào mức độ sinh, mức độ tử mà nó còn phụ thuộc vào xuất cư và nhập cư. C. Nếu kích thước quần thể vượt quá mức tối đa thì mức độ cạnh tranh của cá thể sẽ tăng cao. Câu này chính xác rồi. Nếu kích thước quần thể gia tăng thì đặc biệt là ở cái thời điểm xuất hiện kích thước quần thể vượt mức tối đa thì sự cạnh tranh giữa các cá thể tăng cao. Cái này là đúng. Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, mức độ sinh sản quần thể sẽ tăng. Nếu kích thước xuống dưới mức tối thiểu thì dẫn tới cái tình trạng là khả năng hỗ trợ giữa các cá thể, khả năng gặp gỡ để giao phối suy giảm, cho nên là cái khả năng sinh sản sẽ suy giảm. Như vậy đáp án của 103 của chúng ta là đáp án C. Bạn bác sĩ y khoa tham gia mà không thấy nói gì à? Trần Ly Thoa Lê, chào các em. Tham gia cứ lẳng lặng như thế. Ôi trời đất ơi. Câu số 104. Khi nói về hệ sinh thái trên cạn, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Thực vật đóng vai trò chủ yếu trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã. Ok, câu 104 đáp án A. Đơn giản thôi. Thực vật nó là nhân tố chuyển hóa quang năng thành hóa năng dự trữ, chuyển hóa CO2 thành đường và nó đưa từ môi trường vô sinh và môi trường hữu sinh. B sai vì sao? Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là không đáng kể. Điều này là sai bởi vì sự thất thoát là đáng kể. Qua mỗi bậc dinh dưỡng có tới 90% năng lượng bị thất thoát, bị mất đi. Như vậy chỉ còn lại khoảng 10% thôi. Quá là ít luôn. C. Vật chất và năng lượng đều được trao đổi theo vòng tuần hoàn kín. Sai. Sai to luôn. Giá sĩ cú lừa. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là gì? Chỉ có vật chất mới đi theo vòng tuần hoàn kín để tạo thành chu trình sinh địa hóa. Thế còn năng lượng thì nó chỉ được sử dụng một lần một chiều thôi. Và nó chuyển hóa từ quang năng qua hóa năng rồi hình thành nhiệt năng thải ra môi trường. Câu 104 của chúng ta là đáp án A. Câu 105. Khi nói về đột biến lập đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu A, B, C, D. Đột biến lập đoạn làm tăng số lượng gen trên một nhiễm sắc thể. Đúng hay sai nhỉ? Bắt đầu phải tư duy đấy. Câu số 105. Đột biến lập đoạn luôn có lợi cho thể đột biến. Đột biến lập đoạn có thể làm cho hai allele của một cái gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. Đột biến lập đoạn có thể đến lập gen tạo điều kiện cho đột biến gen tạo ra các allele mới. Bắt đầu phân tích là phương án A, đột biến lập đoạn làm tăng số lượng gen trên một nhiễm sắc thể. Rõ ràng lập đoạn làm nhiễm sắc thể dài ra và trên nhiễm sắc thể nó có thể chứa nhiều gen, thêm nhiều gen. Ý A đúng. Ý C, đột biến lập đoạn có thể làm cho hai allele của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. Rõ ràng là khi lập đoạn thì ví dụ allele A lớn nó được lặp lại thành allele A lớn. Như vậy trên một nhiễm sắc thể có hai allele của cùng một gen. Bình thường thì A lớn, A nhỏ nó nằm ở hai nhiễm sắc thể khác nhau của cặp tương đồng. Thế nhưng khi bị lập đoạn thì trên cái nhiễm sắc thể bị lặp lại có thể chứa hai allele của cùng một gen. A lớn chẳng hạn. Thậm chí nó lặp đến 7 lần thì nó chứa tới 7 allele. Ví dụ như trường hợp lập đoạn ở dưới giấm ấy. Được chưa? Đấy. Thế thì rõ ràng câu này C là đúng, còn D là gì? Là dẫn đến lập gen tạo điều kiện cho đột biến gen tạo ra các allele mới là đúng.
Đáp án cho câu 105 là đáp án B. Và bài học kinh nghiệm từ cái câu này chúng ta lại nhìn thấy từ luôn trong các câu khẳng định, các câu nối của cái đề trắc nghiệm, chúng ta chú ý các cái từ chỉ, luôn, có thể. Cái từ có thể thường dẫn tới cái khẳng định đó là đúng, cái từ luôn, từ chỉ thì thường dẫn tới các ý đó là sai. Như vậy câu 105 của chúng ta là đáp án B. Câu 106, trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, có một số tế bào xảy ra sự không phân ly của tất cả các cảm nhiễm sắc thể ở giảm phân 1, giảm phân 2 diễn ra bình thường, tạo ra các thể giao tử đột biến. Nếu giao tử này kết hợp với giao tử A lớn B nhỏ thì tạo ra hợp tử có kiểu gen nào sau đây? Đố các bạn biết câu 106 là đáp án gì nhỉ? 105B, ok, bạn Minh nè, bạn Minh, bạn Hiếu, các bạn tương tác xem nào. Câu 106 thì khá là đơn giản. Nào, bạn Minh, bạn Hiếu cho đáp án đi xem nào. Tao 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 tao. Good. Chào thầy Hiền. Thầy Hiền đẹp trai thế nhỉ? Thầy Hiền bao công. Chưa có đồng chí nào cho đáp án cho câu 106 nào. Câu 106 thì chúng ta, bài này khá là đơn giản thôi. Bắt đầu hỏi đòi hỏi tư duy một tí thì nhưng mà khá là đơn giản. Cái này sẽ chỉ cho các em. Nào, 106A, Công Minh, Hồng Hiếu đều cho đáp án A cả. Ok. Nào, nguyên nhân vì sao lại A thì chúng ta sẽ thấy này. Ở đây chúng ta sẽ thấy cái thằng A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, nó giảm phân bất thường trải qua kỳ trung gian thì nó sẽ tạo ra cái gì? A lớn, A nhỏ, B lớn, B lớn, B nhỏ, B nhỏ. Và khi mà nó không phân ly thì nó sẽ tạo thành một cái tế bào. Và bên này là tế bào không, đúng không? Và tế bào này sẽ phân ly tạo thành hai tế bào con. Tế bào nó xếp thành một hàng thì nó sẽ tạo thành tế bào A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ và A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. Rõ ràng đây là các giao tử tạo ra. Giao tử này kết hợp với A lớn B nhỏ thì sẽ tạo thành A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, B nhỏ và đáp án A là đáp án cuối cùng của chúng ta, khá là đơn giản thôi. Câu này thì cũng thầy nghĩ là cũng không mất quá nhiều thời gian của các em, đúng không? Câu 106, A lớn A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ, đáp án là A. Ok. Câu 107, ở đậu Hà Lan, Allen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với Allen trội hoa, hoa trắng, đúng không? Trong thí nghiệm thực hành lai giống, một nhóm học sinh đã lấy tất cả các hạt phấn của một cây đậu hoa đỏ thụ phấn cho một cây đậu hoa đỏ khác. Theo lý thuyết dự đoán nào sau đây? Chúng ta biết rằng A lớn hoa đỏ, A nhỏ hoa trắng. Cây đỏ với cây đỏ thì chúng ta thấy này, có các trường hợp này. Đây, chúng ta sẽ thấy nha. Đỏ với đỏ. Được chưa? Thì chúng ta sẽ thấy A lớn là đỏ. A lớn A nhỏ cũng là đỏ. A lớn là đỏ. A nhỏ, sorry, là A lớn A nhỏ cũng là đỏ. Thế thì rõ ràng trường hợp A là cái phép line này, đúng chưa? Trường hợp B là phép line này và phép line này, đúng không? Trường hợp C là phép line này, tạo ra ba kiểu gen, hai loại kiểu hình. Thế không có trường hợp nào là trường hợp D cả. Như vậy rõ ràng là gì? Rõ ràng là đáp án chúng ta là đáp án D. Đời con có thể tạo ra hai loại kiểu gen và hai loại kiểu hình, không thể xảy ra trường hợp này được. Ok. Như vậy là chúng ta sẽ thấy câu 107 khá là đơn giản thôi, đáp án D. Câu 108 bắt đầu sida hơn một tí rồi. Chào bạn Nguyễn Linh. Theo các bạn câu số 108 là câu nào? Hay đấy, câu 108 bắt đầu khá là hay ho. Đó, 105, 108 là các chế.
Vấn đề ở đây là những cái câu này có thể chúng ta đã làm được rồi, nhưng chúng ta phải rút kinh nghiệm, phải tìm ra cái cách thức làm sao nó phải nhanh. Lát nữa thầy sẽ chỉ ra cho các em một số cái phương pháp mà chúng ta có thể không cần đặt bút, tư duy trong đầu tốc độ nhanh khủng khiếp để có thể làm một cái bài toán tính toán luôn. Nào, câu 108. Đồng chí nào làm rồi? Thầy Hiền vào đây không chào nhau một câu à? Nào, câu số 108 thì chúng ta sẽ thấy như sau này. Ở một cái loài thực vật thân cao lá nguyên giao phấn với thân thấp lá xẻ, đúng không? Thân cao lá nguyên lai với thân thấp lá xẻ. Nào, ở một cái loài thực vật thân cao lá nguyên là giao phấn với cây thân thấp lá xẻ thu được F1 toàn cân cao nguyên. Như vậy cao nguyên là trội so với thấp xẻ. Lai phân tích cây F1 thu được FA có kiểu hình phân ly theo tỷ lệ 1 cao nguyên, 1 cao xẻ, 1 thấp nguyên, 1 thấp xẻ. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng theo lý thuyết phát biểu nào sau đây là đúng. Ok, phân tích đơn giản không? Chúng ta sẽ thấy này. Cao nguyên giao phấn với thấp xẻ như vậy là trội trội lai với lặn lặn, a lớn b lớn lai với a nhỏ b nhỏ được F1 sẽ là a nhỏ b nhỏ, được chưa? Lai phân tích a nhỏ b nhỏ sẽ tạo ra đời sau là một a nhỏ b nhỏ này, một a nhỏ b nhỏ này, một a nhỏ b nhỏ này, và một a nhỏ b nhỏ b nhỏ. Ok, và chúng ta sẽ thấy thằng này là cao nguyên này, đây là cao xẻ này, đây là thấp nguyên này, đây là thấp xẻ này. Như vậy chúng ta sẽ thấy được tỷ lệ 1111 và chúng ta ứng với bốn cái này xem sao nhá, bốn cái phương án ABCD này. A, cây thân thấp lá nguyên ở FA thấp nguyên giảm phân bình thường cho bốn loại giao tử đều có mỏ, nó chỉ tạo ra hai loại giao tử là a nhỏ b lớn và a nhỏ b nhỏ thôi. A sai rồi. B, cho cây F1 thụ phấn thu được F2 có 1 phần 3 số cây thân cao lá xẻ. F1 tự thụ phấn thì nó tạo ra tỷ lệ 9, 3, 3, 1. Thấy chưa? 9331. Và cái thân cao lá xẻ là thằng trội lặn này. Trội lặn a lớn gạch b nhỏ thì nó sẽ là 3/16. Như vậy tỷ lệ của nó không phải là 1/3. C, cây thân cao lá xẻ ở FA đồng hợp với hai cặp gen cao xẻ FA đồng hợp con khỉ, nó dị hợp một cặp gen đồng hợp b nhỏ thôi. Như vậy C cũng sai nốt, chỉ còn lại đáp án D. Cây thân cao lá nguyên ở FA, cao nguyên ở FA và cao nguyên ở F1 có kiểu gen giống nhau. Đây, cao nguyên FA. Đây là cao nguyên F1 có kiểu gen là giống nhau, đúng không? Giống luôn. Đương nhiên, vậy đáp án cho câu số 108 của chúng ta chính là cái đáp án D. Một linh tám. Đáp án D. Ngon chưa? Câu số 109. Bạn Minh chú ý là không phải là em nghĩ mà phải là chắc chắn nhé. Cố gắng lên. Chúng ta phải chiến đấu. Câu 109. Khi nói về quá trình hình thành loài mới, con đường cách ly địa lý, phát biểu nào sau đây là đúng? Quá trình này chỉ xảy ra ở động vật mà không xảy ra ở thực vật là sai. Bởi vì nó có thể xảy ra ở cả thực vật. B là cách ly địa lý là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật là sai. Cách ly địa lý nó chỉ là nhân tố duy trì cái sự khác biệt về cấu trúc di truyền của quần thể gây ra bởi các nhân tố tiến hóa. Nó không gây trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật. C,
Vốn gen của quần thể có thể bị thay đổi nhanh hơn nếu có sự tác động của nhân tố ngẫu nhiên. Ok, đáp án C là đáp án của câu 109. Còn D là quá trình này thường xảy ra một cách chậm chạp, không có sự tác động của chọn lọc tự nhiên. Cái ý sai ở đây là không có sự tác động của chọn lọc tự nhiên này. Cái quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách ly địa lý có sự tác động của chọn lọc tự nhiên nhé. Vì vậy mà ý D là không đúng. Câu 109 dễ dàng nhận được cái đáp án là C. Câu 110 khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây là đúng? Thì chúng ta sẽ thấy là cái câu 110 ấy, cái kích thước của quần thể không phụ thuộc vào điều kiện môi trường là sai, bởi vì điều kiện môi trường thuận lợi thì kích thước gia tăng, điều kiện môi trường mà không thuận lợi thì kích thước suy giảm. Như vậy A sai. C mật độ cá thể của mỗi quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo mùa năm, sai, bởi vì nó thay đổi theo chu kỳ sinh sản, chu kỳ thời tiết và nó có thể tăng hoặc giảm. D khi kích thước quần thể đạt mức tối đa thì tốc độ tăng trưởng quần thể là lớn nhất, sai, kích thước quần thể đạt tối đa cũng khi đó thì cái mức độ cạnh tranh lớn nhất, tử tăng sinh giảm và mức độ tăng trưởng quần thể là chậm. Ý B, sự phân bố cá thể có ảnh hưởng tới khả năng khai thác nguồn sống của môi trường. Đáp án chính xác của chúng ta, đáp án của chúng ta chính xác là đáp án B cho câu số 110. Không có gì là khó khăn. Như vậy chúng ta đã trải qua 30 câu đầu tiên khá là đơn giản thôi, không có gì khó khăn ở những câu này, và thầy hy vọng là các em nếu gặp đề như thế này thì chúng ta có thể làm toàn bộ 30 câu đầu này trong khoảng tối đa là khoảng 15 phút thôi. Thì còn 10 câu cuối chúng ta có khoảng 35 phút để có thể giải quyết được 10 câu cuối. Ok, bắt đầu đến 10 câu cuối nào. 111 chỉnh bạn Minh 109. Chúng ta trả lời câu nào thì cố gắng chúng ta đánh đánh cái câu vào phía trước nhé. Bạn Công Minh, theo em thì câu số 111 là đáp án gì? 111 đấy. Bắt đầu sang 10 câu cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy câu 111 này. Giả sử một cái lưới thức ăn được mô tả như sau: thỏ, chuột, châu chấu và chim sẻ đều ăn thực vật. Châu chấu là thức ăn của chim sẻ, cáo ăn thỏ và chim sẻ, cú mèo ăn chuột. Phát biểu nào sau đây là đúng về lưới thức ăn này? Để trả lời được câu này thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải phải vẽ ra cái lưới thức ăn, đúng không? Đơn giản thôi mà. Chúng ta sẽ thấy này, thực vật. Thực vật phải cho màu xanh máu đúng không? Thực vật này, thơ o tho hỏi thỏ này, đúng chưa? Rồi đến cái gì nữa? Thỏ, rồi đến chuột này, rồi đến cái gì? Rồi đến châu chấu và chim sẻ. Châu chấu và đây là chim sẻ, đúng chưa? Và ở đây chúng ta sẽ cáo ăn cái gì? Cáo ăn chim sẻ và ăn thỏ đúng không? Cáo ăn thỏ, ăn chim sẻ và cú mèo thì ăn chuột, được chưa? Đấy, rõ ràng đây là cái lưới thức ăn mà chúng ta cần quan tâm. Thế thì chúng ta sẽ nhận xét các phát biểu của nó như thế nào? Phát biểu nào? Phát biểu thì chúng ta thấy cái phát biểu A, cáo và cú mèo có ổ sinh thái về dinh dưỡng khác nhau. Cú mèo này. Cú mèo và cáo. Cú mèo ăn chuột, cáo ăn thỏ và chim sẻ, rõ ràng là ổ dinh dưỡng là khác nhau, nó không có sự giao thoa ổ sinh thái. Phát biểu A là đúng. Phát biểu B, có 5 loài cùng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2. Bậc dinh dưỡng cấp 2 chỉ có những cái nhân vật này thôi. Vì vậy mà chỉ có 4 sai. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 mắt xích. Dài nhất này, thực vật này. Chuyển đến tiếp theo là nhân vật tiếp theo là gì? Chim sẻ, cáo, thỏ, cáo,
chim sẻ ăn châu chấu nữa. Đây, nhập. Còn đây một cái mô tả chúng ta đang thiếu. Như vậy là thực vật châu chấu, chim sẻ, cáo. Thực vật châu chấu, chim sẻ và cáo. Đấy, rõ ràng có 4 thôi, không phải có 5. Như vậy ý C sai. Ý D, cú mèo là sinh vật tiêu thụ bậc 3. Thực vật là sinh vật sản xuất, chuột là sinh vật tiêu thụ bậc 1 và cú mèo là sinh vật tiêu thụ bậc 2. Và rõ ràng ý D cũng sai. Vì vậy, đáp án của câu 111 của chúng ta là đáp án A. Chiu. Ơ, loạn rồi, máy bị loạn à? Bình tĩnh mày. Ok, bài số 116 thì chúng ta cũng phối hợp quy luật liên kết hoàn toàn với liên kết giới tính, nhân lại thôi, không có gì khó. Đấy, 115 thì cũng phân tích được đúng không? Như vậy, có từ câu 115 trở đi là những câu đánh được đánh giá là khó, thì chúng ta đều quen dạng cả, chịu khó luyện tập thêm các dạng bài tập tương tự như vậy. Còn các câu trước đó thì không khó đối với chúng ta. Bây giờ thì có bạn nào hỏi vấn đề gì không? Có bạn nào hỏi không nhỉ? Chúng ta sẽ chuyển sang cái phần thảo luận. Bạn Diễm Quỳnh bó tay gì vậy? À, thầy viết ra. Thầy viết ra rồi, tính thôi cậu. Chắc phải ôn lại kỹ. Nào, em thấy câu 112 ở D nó thiếu, nhưng nó là đúng mà. Câu 112, quay trở lại vẫn lại câu 112. D, vi sinh vật tự dưỡng được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất. Thì vi sinh vật tự dưỡng nó có cả bọn hóa tự và quang tự. Thế nói là vi sinh vật tự dưỡng được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất là không chính xác. Được chưa? Rõ ràng sinh vật sản xuất phải được định nghĩa hoàn chỉnh là gì? Phải nói là vi sinh vật quang tự dưỡng xếp vào nhóm sinh vật sản xuất thì mới đúng. Thế còn chúng ta phải đọc kỹ này. Sinh vật sản xuất là sinh vật sử dụng quang năng để tổng hợp chất hữu cơ. Thế nói là vi sinh vật tự dưỡng được xếp vào nhóm vi sinh vật sản xuất, nó cũng chẳng sai nhưng nó không đúng hoàn toàn. Bởi vì trong nhóm vi sinh vật tự dưỡng đấy nó có cả bọn hóa tự dưỡng. Này chưa? Thế còn nấm, tất cả nấm đều là sinh vật phân giải thì là đúng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì nó là sinh vật dị dưỡng. Mà là dị dưỡng là dị dưỡng phân giải. Chúng ta chú ý điều đấy cho thầy nhé. Bạn Minh chú ý điều đấy. Tiếp. Em có khẳng định này 4 nhỏ hơn 5 vậy thì khẳng định đúng. Đúng được. Bạn Minh vẫn đang băn khoăn với câu 112. 4 nhỏ hơn 5. 4 nhỏ hơn 5 thì đúng rồi. Ý em là vi sinh vật tự dưỡng ở đây nó là một cái thành phần của nhóm sinh vật sản xuất. Ý em là như vậy. Nhưng mà theo quan điểm của thầy thì trong phần sinh vật tự dưỡng ở đây nó bao hàm cả hóa tự và quang tự. Bởi vì nó không nói rõ thì nó bắt buộc nó phải gồm cả hai cái nhóm đấy. Và khi nó bắt nó có cả hai cái nhóm đấy thì mà lại xếp cái phần hóa tự vào sinh vật sản xuất là không đúng. Mình chưa công minh. Nào các bạn khác còn câu hỏi gì nữa không? Có ý kiến gì nữa không nhỉ? Chúng ta còn ít phút nữa để thầy có thể giải đáp nốt cho các em. Hello. Nào như vậy, đây là một cái ví dụ cho thấy một cái buổi live stream trực tiếp giữa thầy và các em. Thầy hoàn toàn có thể tương tác với các em một cách trực tiếp, có thể trao đổi thẳng thắn những cái câu hỏi khúc mắc của các em. Ở những cái phần chính thức phần sau ấy, thì thầy và thầy Hiền sẽ chia nhau các phân môn, các chương trình để có thể ôn tập lại với các em. Thời lượng của chúng ta nó có khoảng 1/3 là ôn tập lại và 2/3 là luyện đề. Và chúng ta có thể luyện các đề của các tỉnh, một số cái trường nổi tiếng. Các em trong cái quá trình này, bởi vì các em đã mua khóa học cho nên cần hỏi những cái vấn đề gì, tương tác như thế nào, các em hoàn toàn tương tác với thầy. Để làm sao mà các em phải
không còn gì băn khoăn sau khi học nữa và chúng ta thực sự tiến bộ sau cái khóa học này. Nào, cố gắng lên nào, còn bạn nào đây? Tại vì em thấy có nguồn chọn câu đề á thầy, xin em xin bài thơ. Vẫn còn bài thơ à? Ok, bài thơ thì thầy sẽ tìm lại ở trong máy, đợi thầy một chút nha. Máy máy tính đâu? Máy tính này không biết thầy vứt nó đâu ấy chứ. Thầy sẽ lấy xong rồi thầy comment lên cho các em ấy. Bài thơ này các em vào Facebook của thầy, đơn giản thôi. Đâu rồi? Các em vào Facebook của thầy nhá, vào phần video ấy, nó cách đây năm ngoái, video năm ngoái vào cái phần cuối tháng 5 hay tháng 6 gì đấy, thầy có một cái clip gọi là rap mà sự sống, rap sự sống. Thì Camry thì phân hóa tạo Autovic thì thích con cua, còn Silua thì coi có mạch tắm cho sạch được, còn bơi lên bờ, thầy có bài rap đấy, và trong nội dung bài rap đấy nó có cả cái phần content, phần nội dung ấy là cái bài thơ này nhá bạn. Phạm Trịnh Công Minh chú ý lên cái phần đấy để lấy bài thơ nhá. Bài giảm phân à? Bài giảm phân là bản Phạm Trịnh Công Minh, bài giảm phân cũng khá hay đúng không? Kỳ trung gian ta tháo tung mình ra hết thảy nên mảnh mai và run rẩy lắm thay, nhiều nhân tố sẽ làm ta đột biến nên vội vàng chính xác ta nhân đôi. Bạn Hồng Hiếu, cái câu 119. Bạn giải phương trình ra thôi. 7 phần 35 thì nó là 0,2 mà, đúng không? Đề bài cho là thế hệ xuất phát 0,2 là a nhỏ, đúng không? 20% là a nhỏ thì nó chính là 7 phần 35, 7 chia cho 35 bằng 0,2, ok. Được chưa? Bạn Hồng Hiếu. Thế 4 phần 35 là cái thằng a lớn a nhỏ, 7 phần 35 là a nhỏ chính là 0,2. Tổng cộng của hai cái thằng này là 11 phần 35 thì cái thằng a lớn nó là 24 phần 35 thôi. Ok. A hi hi, hiểu nhầm, ô hô hô. Chú ý đừng hiểu nhầm khi đi thi là được, bây giờ còn có thể sửa, đừng đi thi mà hiểu lầm nhá. Nào, còn câu nào nữa không, còn câu hỏi nào nữa không để thầy chuẩn bị rút quân, thầy phải về. Còn cô đang nhắn tin này, ái nhà ok. Hôm nay thì có ít bạn, nhưng mà hy vọng là sau thì có nhiều bạn tương tác hơn, các bạn sẽ hỏi được nhiều hơn, vì có nhiều bạn hỏi thì câu nó có thể hay hơn nhá. Thôi được rồi, ok, hôm nay chương trình của chúng ta hôm nay tạm dừng ở đây, hẹn gặp lại các em vào các buổi livestream sắp tới, và các em sẽ học tốt được cái nội dung phần này, thầy và thầy Hiền sẽ cùng nhau đồng hành cùng với các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em.